Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng nổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy 5 loại mắt, cũng chẳng tư duy 6 phép thần thông, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy 10 lực Phật, cũng chẳng tư duy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.